sao Cbiz tuổi hơn 40 vẫn mê cưa sừng làm thiếu nữ, Diệp Tuyền theo chân Châu Tấn, Diệp Tuyền, Mã Y Lợi. Từ những cái tên được khán giả ngưỡng mộ thì nay lại hứng nhiều bình luận trái chiều vì cố chấp cưa sừng dù đã qua ngưỡng tuổi 40. Những hình ảnh hóa thiếu nữ sượng chân trên phim của họ cũng trở thành khoảnh khắc bị người ta nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, khiến hội mê phim thấy xí hổ dùng. Diệp Tuyền. Sau thời gian dài vắng bóng, Diệp Tuyền đã tái xuất màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ với dự án cổ trang mới nhưng lại khiến khán giả thất vọng toàn tập. Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc cô cố chấp hóa thiếu nữ dù đã bước qua tuổi 41, từ dáng người đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu đã có tuổi đều lạc quẻ với những biểu cảm thơ ngây, đáng yêu của nhân vật. Đây cũng là lý do mà bộ phim mới của Diệp Tuyền bị khán giả đánh giá thấp đó. Mã Y Lợi. Trước Diệp Tuyền không lâu, Mã Y Lợi cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi quyết định cưa sừng trong bộ phim Long Thành. Kịch bản phim ổn cũng chẳng thể nào cứu vớt được sự vô duyên giữa nữ diễn viên 47 tuổi Mã Y Lợi với vai diễn thiếu nữ 23 tuổi. Dù nàng Hạ Tử Vi đã cố gắng để mái giày, diễn ra vẻ lanh lợi trẻ trung, nhưng đáng tiếc là khán giả vẫn chẳng thể nào ngấm nổi. Họ liên tục khuyên Mã Y Lợi nên quay đầu là bờ. Trương Tử Di. Sau hàng chục năm chinh chiến ở màn ảnh rộng, Trương Tử Di quyết định thử sức với dòng phim truyền hình và cho ra mắt tác phẩm Thượng Dương Phú. Đáng tiếc, tác phẩm đầu tay của nàng Tam Kim Ảnh Hậu lại bị chê nhiều hơn khen. Chẳng ai hiểu tại sao nữ diễn viên kính nghiệp như cô lại miễn cưỡng hóa thiếu nữ 15 khi đã sắp 40 tuổi. Dù cố lè lưỡi, mở to mắt, nhưng cô vẫn chẳng giấu được đôi mắt cùng khuôn mặt đầy vết thời gian. Châu Tấn. Một Tam Kim Ảnh Hậu đình đám khác cũng khiến fan thất vọng vì rơi vào con đường cưa sừng là Châu Tấn. Khi những tập đầu tiên của Như Ý Chuyện được lên sóng, cô đã vấp phải mưa bình luận trái chiều của khán giả vì những cảnh hóa thanh anh cách 16 Xuân Xanh. Ngoài vấn đề về ngoại hình lạc quẻ, giọng nói khàn khàn cũng là điểm trừ của Châu Tấn. Đó là lý do mà dù bộ phim này được đánh giá cao về chất lượng thì người ta vẫn mỉa mai Châu Tấn. Lưu Hiểu Khánh. Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng là sao nữ cưa sừng thành công của màn ảnh Hoa Ngữ. Tuy nhiên, dần dần, bà lại sa đà vào chấp niệm với vai thiếu nữ, bất chấp đã bước qua ngưỡng tuổi U60. Những cảnh trong bộ phim Tùy Đường Anh Hùng khi Lưu Hiểu Khánh hóa thiếu nữ 15 tuổi và nũng nịu với bạn diễn kém 21 tuổi đã khiến nhiều khán giả choáng váng. Cũng từ đó, công chúng đều đồng tâm hợp lực khuyên Lưu Hiểu Khánh nên sống đúng với tuổi thật. Dương Quân Quân. Huyền thoại trong làng cưa sừng thuộc về Dương Quân Quân với màn hóa nha đầu Tây Môn Vô Hận trong bộ phim cùng tên. Thật ra, nhan sắc thời thanh xuân của Dương Quân Quân cũng thuộc top đầu Hoa Ngữ đó. Tuy nhiên, thời gian đã bào mòn tất cả. Ở tuổi 41, Dương Quân Quân tụt sắc vì sa đà vào việc trùng tu. Thế nên, khi hóa thiếu nữ trong trắng thơ ngây và diễn cặp với Tiêu Ân Tuấn, nữ diễn viên đã vấp phải sự phản đối của công chúng. Đây chỉ là 6 trong rất nhiều sao nữ Hoa Ngữ dù đã bước qua ngưỡng tuổi 40 vẫn cố chấp cưa sừng làm thiếu nữ trên màn ảnh. Tất cả họ đều nhận những lời cay đắng từ khán giả, tạo ra vết đen trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Hy vọng các ngôi sao nên giữ sự thanh tỉnh, chọn vai diễn cho phù hợp để tránh bị chê cười nhé.